Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bếp hùng cường. Và trong các video lần trước thì mình đã giới thiệu tới các bạn rất là nhiều cái dòng lò nướng ở trên thị trường. Hiện nay thì sẽ phổ biến hai cái dòng lò nướng là BCA và Holing thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một vài cái mẫu rồi. Và trong cái mẫu lần này thì các lần trước ấy thì đa số là mình chia sẻ về các cái dòng lò nướng dùng điện. Thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lò nướng dùng ga của BCA. Và đây là lò nướng một tầng dùng ga của BGE. Mã sản phẩm là BGE G30 1BD nha mọi người. Và sản phẩm thì sẽ được sản xuất cũng như là nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Sẽ có đầy đủ các cái chứng từ về nguồn gốc xuất xứ này. Cũng như là chứng từ về chất lượng sản phẩm COCQ. Và đầy đủ các cái chứng từ về chứng nhận nhập khẩu. Các bạn hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng sản phẩm nhé. Đi qua một vòng về sản phẩm thì các bạn có thể thấy là toàn bộ phía bên ngoài sẽ được làm bằng inox cao cấp. Nó sẽ rất là dễ vệ sinh và cũng như là giúp đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm. Lò nướng này thì sẽ phù hợp với lại những cái mô hình kinh doanh ví dụ như là nhà hàng này, tiệm bánh ngọt này hay là nhà hàng chuyên pizza cũng như là trường học hay là bếp ăn công nghiệp cũng thế. Sản phẩm thì có thể sử dụng để nướng bánh này, nướng thịt gà, cá, cơm niêu hay là pizza thì đấy là đi một vòng sơ qua về phía bên ngoài của sản phẩm bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết đầu tiên ở mặt trước này thì các bạn có thể thấy là thương hiệu Berzea đây đây chúng ta sẽ có thương hiệu Berzea được dập nổi rất là rõ ràng và chuyên nghiệp ở phía này thì chúng ta sẽ có ở đây là bảng điều khiển bảng điều khiển này thì sẽ có ba công tắc đấy bao gồm có công tắc nguồn bóng đèn và thời gian thì ở đây nó sẽ ghi rõ ràng đây rồi ví dụ như power này là nguồn này đấy thì là on off đấy light này là đèn cũng uh, tắt bật ở đây và time switch này là hẹn giờ chế độ hẹn giờ khi mà chúng ta muốn uh, hẹn giờ thì chúng ta ấn uh, nút start này đấy và tăng giảm thời gian bằng hai cái nút mũi tên lên và xuống này đấy nếu mà trong quá trình mà chúng ta muốn uh, nướng uh, một cái thời gian nhất định thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút hẹn giờ này. Sang đến phần tiếp theo ở phía bên trên của bảng điều khiển này thì chúng ta sẽ có đây là cái đèn báo có điện này. Đấy khi nào mà có điện ở trên chỗ này thì nó sẽ báo ở đây. À, đây là nút điều chỉnh nhiệt độ ở mặt trên. Đấy thì là muốn nhiệt độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ xoay cái kim đỏ ấy đến cái vị trí đó. Và tương tự như mặt dưới nha mọi người. Ở trên này thì cũng sẽ có là um, cái mặt hiển thị cái nhiệt độ để chúng ta có thể kiểm soát được. Thì mặt trên hay mặt dưới chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ tách biệt với nhau. như vậy cho nên là các bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với lại từng cái sản phẩm của mình. Nhiệt độ ở đây thì sẽ điều chỉnh được từ 0 cho đến 300 độ C nha mọi người. Cái núm đen này thì sẽ sử dụng để điều chỉnh cửa gió mở và đóng. Thì hiện tại mình đang đeo cái mic cài áo ấy, nên là mọi người không nghe được cái tiếng đóng mở của cái cửa gió này. Nhưng mà khi ở ngoài thực tế thì cái tiếng đóng mở của cửa gió này sẽ nghe rất là rõ. Ở đây thì cánh cửa này thì chúng ta sẽ có là tay nắm này. Tay nắm này thì được thiết kế rất là đẹp, chắc chắn và cũng rất là dễ vệ sinh. Ở cánh cửa này thì chúng ta sẽ có một cái ô kính. Sẽ gồm hai cái lớp kính chịu nhiệt để đảm bảo an toàn và cũng như là giúp chúng ta có thể nhìn xuyên vào phía bên trong được. Và bây giờ thì vào phía bên trong này thì chúng ta sẽ có là ở đây chúng ta sẽ có khe nhôm khe nhôm này có kích thước là 40 x 60 cm nha mọi người. Đấy, khe nhôm này là kích thước 40 x 60 cm. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có là họng đốt ga. Thì họng đốt ga ở phía bên trên đấy, như mọi người thấy đây, đây chính là có rất là nhiều cái họng đốt ga nó sẽ nằm ở phía bên trên này. Đấy, còn uh, bộ đốt ga ở phía bên dưới thì nó sẽ nằm ở bên dưới cái sàn này, đấy. Còn uh, sang cái phần tiếp theo thì đây, tròn tròn này chính là cái bóng đèn để soi sáng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng, mà chúng ta muốn quan sát vào phía bên trong. Đây thì toàn bộ là phía cấu trúc của phía bên trong. Đây là lò nướng dùng ga nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển về phía đằng sau để chúng ta quan sát thêm những cái phần ở phía đằng sau. Đằng sau này sẽ có thêm một vài cái thông tin khác nữa mà chúng ta cần phải biết. À, lò nướng này thì cần sử dụng cả ga và cả điện nha mọi người. Và nguồn điện thì sẽ có tác dụng là hiển thị các cái nhiệt độ cũng như là đồng hồ thời gian đánh lửa cho ga dây nguồn điện này thì sẽ dài khoảng chừng một mét rưỡi và rất là to và dày có khả năng chịu tải rất là tốt còn đây là cái phần bên cạnh cái dây nguồn điện này đây bên cạnh này đấy đây chính là cái phần mà để lắp đặt ga vào đấy thì phần này để lắp đặt ga và lưu ý là chỉ bếp thì chỉ sử dụng van ga thấp áp và van ga gia đình thôi nên là các bạn lưu ý cái phần này tiếp ở bên cạnh cái phần lắp đặt ga này thì chúng ta có đây chính là điểm nối tiếp điện trong trường hợp mà chúng ta cần thì chúng ta có thể sử dụng à, sang đến cái phần tiếp theo thì ở trên này chúng ta sẽ có là ở đây là tem thông số kỹ thuật trên tem này thì sẽ gây ghi đầy đủ các cái thông tin ví dụ như là model sản phẩm là BGI này G30 1BD đấy thương hiệu là Bergea cũng như là ở đây sẽ ghi đầy đủ các cái thông tin ví dụ như là nhập khẩu từ Malaysia này hay là trọng lượng là 70 kg còn sản phẩm này thì sẽ có kích thước là 1000 nhân với 740 nhân với 550 mm mm nha mọi người tương ứng với lại chiều dài chiều rộng và chiều cao sản phẩm này thì sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng còn bên cạnh này cái màu xanh xanh này thì các bạn có thể thấy đây chính là tem uh, quản lý chất lượng và tem sản xuất tại Việt Nam đây là bộ phận dùng để kết nối với lại ống thoát khí nóng đây cái chỗ này chính là uh, bộ phận để kết nối với lại ống thoát khí nóng và đưa cái khí nóng thải ra ngoài để đảm bảo ổn định được cái áp suất ở phía bên trong lò các bạn và như vậy là vừa rồi thì bếp Hùng Cường cũng đã giới thiệu cũng như là chia sẻ với các bạn về mẫu lò nướng một tầng dùng ga của Bosea. Và khi mua cái sản phẩm này tại bếp Hùng Cường thì các bạn sẽ được hỗ trợ vận chuyển cũng như là lắp đặt tận nơi ở trong nội thành. Mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline là 0982 145 628 để nhận được tư vấn trực tiếp từ các bạn nhân viên kinh doanh hoặc là các bạn có thể ghé qua website là cường com để tham khảo thêm những cái sản phẩm uh, khác về bếp công nghiệp này hay là lò nướng bánh này hay là thiết bị nhà bếp khác bởi vì là ngoài cái lò nướng một tầng dùng ga của bơ gia này ra thì bếp hùng cường còn có rất nhiều cái sản phẩm khác ví dụ như là lò nướng hai tầng này hay là lò nướng ba tầng dùng điện và dùng ga máy trộn bột hay là máy đánh trứng nói chung là tất cả các thiết bị về bếp công nghiệp Mọi thắc mắc thì các bạn có thể gọi trực tiếp tới số hotline 0982 145 628 để nhận được tư vấn trực tiếp nha các bạn. Đến đây thì bếp hùng cường cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bếp hùng cường.